quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 9 tháng 12 năm 2023 trên chuyên trang Dân Việt Media của báo điện tử Dân Việt. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, vùng núi 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất phía bắc 21 đến 23 độ, phía nam 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.